Sau sự cố nước sạc của công ty cổ phần đầu tư nước sạc sông Đà Diverseco nhiễm bẩn, cuộc sống của người dân, đặc biệt tại các khu thông thường cư tại một số quận, huyện như quận Thanh Xuân, Hà Đông, huyện Hoài Đức, bị đảo lộn. Người dân phải tận dụng mọi nguồn nước để ăn, uống, sinh hoạt, ngay cả nước từ bể bơi. Tại thông thường cư Gia Mét 2 huyện Hoài Đức, Hà Nội, một thông thường cư nằm trong khu vực thiếu nước sinh hoạt, người dân phải mang quần áo xuống bể bơi của tòa nhà để giặt giũ. Nước bể bơi được người dân tận dụng để tích trữ, thậm chí còn dùng để dội bồn cầu nhà vệ sinh. Nước sinh hoạt khan hiếm, nước bình mua chỉ đủ dùng để ăn, uống nên bất đắc dĩ chúng tôi phải dùng nước bể bơi để phục vụ sinh hoạt, một người dân chia sẻ. Tuy mỗi ngày có xe tét chở nước đến khu thông thường cư này nhưng không đủ so với nước cần dùng trong sinh hoạt. Người dân chỉ lấy được một lượng nước nhỏ từ xe tét nước, nhiều hộ gia đình vì công việc còn không xếp hàng lấy được. Trước đó, hiện tượng nước sạc sông Đà có mùi lạ sinh ra từ ngày 10 tháng 10 ở nhiều quận như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm. Ngày 15 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành quả xét nghiệm xác định mùi lạ trong nước liên quan đến chất tiren có tỷ lệ cao gấp rút 1.3-6 lần so với mức bình thường. Tận dụng mọi phương tiện, xô chậu, bình, can để có thể lấy được nước tối đa. Việc khủng hoảng nước sau sự cố nước nhiễm bẩn từ Diverseco đã đảo lộn cuộc sống của mọi người, khiến người dân phải loay hoay để tìm kiếm nguồn nước duy trì sinh hoạt của gia đình.